chân lý vẫn luôn sáng soi. Truyền kể nhân gian người xưa tương truyền rằng là ác gia ác báo sẽ tựa như tấm gương phản chiếu tôi đồ. Truyền kể nhân gian người xưa cũng vẫn tương truyền rằng là sống tốt thiện giả thiện lai sánh tựa nhật quang coi trời. Ngày ngày trong cõi nhân sinh bởi tranh quyền đoạt vì chiếc âm như chớ bàn tay bỏ quên lương tâm con người hận thù chim trong lời danh. Sống mãi một đời áo vòng, nhắm mắt hay ác mộng từng đêm, trắng đen vô thường, tìm về đâu chưa một ai. Nghiệp ác dẫn ta lạc vào tội lỗi u mê, càng có nhân tâm hai người đời nuôi cho tương lai. Bởi lưới trời lồng lộng tuy thưa, làm sao thoát nghiệp trần tội lỗi kia, đạo lý lương tâm con người. Xưa nay nghiệp ác hay nghiệp hiền lành đều cùng bơi gió ta, lương tâm mỗi người đều tựa bên ngọc quý, mà đất nước do lửa có đất muốn trời, chân lý ấy qua ngàn đời vẫn truyền lưu. Tại sao lại trói ta? Thả ta ra! Thả ta ra! Con kia, ngươi đã bỏ gì vào rượu hả? Thuốc mê chứ gì nữa, nếu không làm sao trói ông lại được đây? Ngươi cũng uống kia mà. Đúng là tôi có uống, nhưng mà lúc tôi uống á thì trong rượu không có thuốc mê, khi đưa qua cho nhà ngươi thì lại có thuốc mê rồi. Nè, bà đừng có tin ả. Chính ả đã âm mưu chia cắt chúng ta. Chính ả đã xúi ta đưa bà lên núi để xô bà xuống vực đó. Bà thả ta ra đi. Bà thả ta ra đi. Ai đã giết bà, con trai ta? Bà đừng có tin ả. Ả đang lừa, lừa bà, lừa ta. Bà đừng. Ai đã giết con trai ta? Bà hãy bình tâm. Bà đừng để ảnh đi giăng chúng ta. Ai đã kêu sát thủ giết con ta? Chính là ta. Nhưng ả sắp xếp. Ta chỉ làm theo ả. Ta chỉ là con cờ trong tay ả thôi. Ta không cố ý. Chính ngươi là kết liễu con trai ta hả? Chính ta. Nhưng mà mẹ đã trả thù cho con rồi, đau tính ơi. Tôi đã nói với các gia nhân rằng đạo sĩ đã bỏ đi từ khuya, chắc là không ai nghi ngờ gì đâu. Mà nếu sau này quan quân có phát hiện ra xác của hắn thì cũng cho là hắn bị cướp giết dọc đường. Cô thật là chu đáo. Cũng nhờ ở bên cạnh bà dạy bảo tôi thôi. Ta muốn ở một mình với con ta. Cô vào nhà đi. Tôi xin phép bà.
kế tiếp sẽ là mày. Thiệt là tất cả cũng vì cái gia sản kết xù đó mà ra. Đâu phải của họ đâu, đó là của Đào lão gia và của Thu Hạnh con gái mấy mà. Lòng tham vô độ của con người đã khiến người ta bị che mờ mắt, chỉ biết chiếm đoạt và bất chấp tất cả. Bây giờ em tính sao? Thu Hạnh, tôi nghĩ đây là lúc tốt nhất cô có thể quay về gặp cha mình. Đào Tính đã chết, tên đạo sĩ cũng đã chết, bà Ngô thì hồn vía không còn. Nên đây là lúc tốt nhất cô quay trở về gặp cha và quật lại bà ta để giành lại gia sản của nhà mình. Nhưng mà tên đạo sĩ cũng đã chết rồi, làm sao có thể quán đổi lên gương mặt của cô và em lợm chứ? Chuyện này thì đã định rồi. Tên đạo sĩ lúc còn sống cũng đã nói chỉ có thể quán đổi được một lần mà thôi. Nhưng mà không sao, bây giờ chuyện trước mắt á, là cô quay trở về nhà để cứu cha cô và chỉ tội của bà ta. Sau đó tôi sẽ trả lại thân phận cho cô. Còn về chuyện quán đổi lại gương mặt giữa cô và tôi nghĩ không lẽ trên thế gian này chỉ có một người mới biết được thuật quán đổi dung nhan hay sao? Cho nên tôi tin rồi đây mọi việc sẽ trở về như cũ. Tôi là tôi, còn cô chính là cô. Thật sao? Vậy thì hay quá. Cô là thật lòng muốn vậy hả? Ừ, tôi nói thật. Những gì không phải của mình thì mãi mãi không thuộc về mình. Tôi nhìn bà Ngô tôi cũng thấy sợ rồi. Quả báo đến nhanh quá. Cuối cùng thì bà ta đâu thể có được cái mà mình muốn. Đã vậy còn hại chết con trai của mình nữa. Lợm à, em thực sự đã hiểu đúng rồi đó. Em phải trả lại thân phận cho cô Thu Hạnh đây. Bởi vì cô ấy đã chịu đựng biết bao nhiêu cực khổ tủi nhục rồi. Em đã quyết định kể từ khi chứng kiến chuyện của bà Đào. Vậy thì tốt rồi. Cô Thu Hạnh à, cuối cùng cô cũng đã được trở về nhà, trở về thân phận thật của cô rồi. Đúng là sau cơn mưa trời lại sáng. Lộm, tía chờ tin con lâu lắm rồi đó nghe lộm. Thì tía cũng phải để cho con có thời gian chứ. Hả? Vậy thì khi nào? Đợi khi nào con chiếm hết tài sản của nhà họ Đào hay sao? Lúc đó là sợ con không dám nhận thằng tía này. Tía nói vậy là ý gì? Bây giờ tại nhà họ Đào đang rất là rối ren. Đào Tính thì bị giết chết, còn tên đạo sĩ thì đã bỏ đi rồi. Bà Đào thì đang rối kinh khủng. Làm sao mà con có thể mở miệng mà xin cho tía về làm quản gia được chứ? Những cái chuyện đó là do con bày ra mà. Con không biết là tía đang muốn nói gì. Cha theo dõi con từng bước đó lộm à. Nếu bây giờ cha gặp thằng Lì và con Thu Hạnh, nói hết mọi chuyện con đang làm thì sao hả ta? Tía đúng là tía mà. Sao tía không nói luôn là tía sẽ đi gặp bà Đào, tố hết mọi chuyện cho bà ta nghe đi. Tao không cần phải nói thì bà cũng giết mày. Mày không tin tao chứ gì? Tao nói cho mày nghe nè, bà Đào á đã thuê sẵn một đám kẻ đưa đò, giả dạng người đưa đò để giết mày đó. Tin này thì tía mày không bịa đặt đâu nghe. Tình cờ tía nghe được. Tía nói sao? Mày cứ về nhà đi, rồi bà ta sẽ diễn cớ kêu mày đi xa. Sau đó
tánh mạng của mày sẽ do thằng chèo đò quyết định đó nghe. Tí nói thật sao? Nhưng sao tí lại biết những chuyện này? Tao đã theo dõi mày và vô tình biết được âm mưu của bà ta. Bà già chết tiệt đó, dám thuê người thủ tiêu con này hả? Tại vì mày biết quá nhiều cũng khó sống lắm. Nhưng mà không sao, số mày phước lớn mạng lớn, vì mày đã có thằng tía của mày rồi. Vậy bây giờ sao hả tía? Nghe lời tao dặn, sớm mai mày cứ nghe theo lời của bà ta, lên đường ra bến đò. Lúc đó trời còn mờ mờ, không có nhận rõ mặt người đâu. Mày cứ ra bến đò đợi sẵn tao. Vậy còn tên lái đò thì sao? Tao sẽ giết và dứt xác nó xuống sông. Sau đó thì sao? Tao sẽ báo bà ta đến nhận xác. Thừa cơ hội tao trói bà ta lại, dứt bà ta xuống sông luôn. Mày thấy kế của tía mày hoàn hảo không? Đợi đã. Tôi không muốn bà ta chết mà mất xác dưới sông. Hả? Tôi muốn bà ta phải chết tại căn nhà của bà ta. Mày có điên không? Như vậy là quan quân sẽ điều tra cái chết của bà ta làm sao? Tía cứ làm theo lời của tôi. Tôi không muốn có bất cứ thứ gì cản trở tôi sau này. Tôi sẽ trở thành chủ gia sản nhà họ Đào và ăn ngon ngủ yên. Còn phần của tía, tía cũng sẽ có mà, yên tâm. Bà cho gọi tôi. Nè, người ta mách với ta, làng bên có ông thầy hay, mày qua bên đó thỉnh ổng về đây để làm bùa phép cho cái xưởng nhà mình mọi việc được hanh thông. Sáng mai đi sớm qua đó coi sao. Không biết dạo này ai ếm cái nhà này mà xảy ra nhiều chuyện xui xẻo quá. Tôi biết rồi thưa bà. À, ta đã dặn sẵn ghe cho cô rồi. Sáng mai đi ra bến sông để đi sớm, họ chờ cô đó. Dạ. Đúng là tía nói không sai mà. Bà ta thật sự muốn giết mình chết. Bà đúng là một con rắn độc. Tôi sẽ đập nát cái đầu con rắn độc này, không nương tay. Bà cứ chờ coi. Muốn giết tôi hả? Anh Lì, tôi bó xong đuốc rồi nè. Cô hồi hộp lắm hả? Theo như lời lộn nói thì đúng canh ba mình sẽ đi, cho nên cô ngủ chút xíu nữa đi. Làm sao mà tôi có thể ngủ được chứ? Nhưng mà cô vừa mới hết bệnh mà. Tôi không sao đâu. Mà nè, đốt đuốc lỡ người ta phát hiện thì sao? Ờ ha. Nhưng mà hôm nay là mùng 5, trời cũng không sáng lắm. Mình cứ dò đường mà đi thôi, không nên cầm đuốc đâu. Anh cứ nằm ngã lưng một chút đi, rồi đến canh ba tôi kêu anh dậy nha. Thật ra tôi cũng không thể nào chợp mắt được đâu cô. Cô cứ ngủ đi, tôi canh chừng cho.
Anh Ly, anh Ly, anh Ly. Canh ba rồi, mình đi đến đảo Gia Trang thôi. Mình đi thôi. Ê, khoan đã, không cần đuốc đâu. Đi thôi. Ngươi về rồi đó hả? Ngươi đã thủ tiêu nó xong chưa? Đây là bạc của ngươi, hãy cầm lấy. Tại sao lại là ông? Là ta, ta hiện hồn về đòi mạng ba nè. Bà nghĩ là bà dễ dàng giết được ta lắm sao? Chết đi, chết đi, chết đi, chết đi. Bà tưởng là giết được tôi dễ lắm sao? Hả? Có khách, tí mau ra tiếp khách đi. Nhớ là giữ chân anh Lì, đừng để cho anh ta vô đây mà hỏng hết mọi chuyện. Cucu, cucu. Anh cứ đứng đây chờ em. Nếu có động tĩnh gì á thì em báo cho anh biết nha. Để bây giờ em đưa tiểu thư vào trong. Cô đi theo tôi. Sao? Hình như có tiếng động phía sau. Chắc là có gia nhân vậy. Cô vô trong đây đi. Vô trong đi rồi tính. Đi.
chuyện gì vậy Tiểu Thư? Là cô. Cô Hương, sao cô lại ở đây? Có xác người, có xác người. Chết rồi. Bà Đào, bà Đào chết. Cô là kẻ giết người. Không, không phải. Đi báo quan. Không phải tôi mà. Không, không phải tôi mà. Cô đã giết người. Tôi không có giết người, tôi không có giết người mà. Hồng Phạm Lê Thị Thúy, sanh tuổi Dần, trên trần sống có địa vị cao sang, trong nhà có người hầu kẻ hạ, nhưng tính tình ích kỷ hẹp hòi nên sanh tâm địa xấu xa, bày kế hại chồng hại con chồng để chiếm đoạt gia sản chồng, lại còn thêm tội gian dâm khi chồng còn sống. Hồng Phạm Lê Thị Thúy, ngươi có nhận tội không? Còn không chối tội. Nhưng ngài nên hỏi ngược lại, vì sao con lại làm như vậy? Ông ta là người mà con luôn tôn sùng và cả đời một lòng một dạ phục tùng. Ngược lại, ông ta xem con là gì chứ? Chỉ xem con là một đứa em không hơn không kém, một quản gia canh chừng nhà cửa cho ông ta. Chưa hết, khi về già, ông lại dành cho con một công việc sớm hôm thắp nhang đèn nhà từ đường. Con đã hết lòng hết dạ với ổng, tại sao lại nhận lấy sự phũ phàng ê chề như vậy? Đối với ổng, chỉ có vợ lớn và con gái Thu Hạnh mới là vợ con của ổng. Không lẽ vì như vậy mà ngươi đang tâm sát hại họ, lại thông dâm với kẻ khác, chà đạp lên lương thường đạo lý? Con hận ông ta, con hận Thu Hạnh. Gia sản đó cũng có một phần công sức của con, sao lại xem con như một người công không lương vậy? Họ cạn tình ráo máng thì con cũng phải dứt tình. Họ đã bạc đãi khinh khi hai mẹ con của con. Hãy câm miệng đi. Những gì ngươi nói chỉ là ngụy biện cho tâm địa hẹp hòi của ngươi. Nếu nói như ngươi, chỉ vì người ta đối xử không tốt với mình là phải đáp trả và sát hại người ta như vậy sao? Vậy ta hỏi ngươi, ngươi đã phản bội chồng, thông dâm với kẻ khác, sao ngươi cũng ra tay sát hại tình nhân chẳng chút nương tay? Chẳng lẽ hắn cũng đắc tội với ngươi sao? Bởi vì hắn cũng là kẻ đê tiện, tham lam, dối trá, hèn mạt. Tình nhân của bà ta là ai? Vậy là đạo sĩ Từ Lan. Hắn đã xuống trình diện âm ti và đang chờ chịu sự hình phạt vì tội buôn thần bán thánh, sát hại cha con ông Đào. Hắn phải trải qua 18 tầng địa ngục, chịu nhục hình, sau đó mới được đầu thai làm súc sinh. Như vậy là hắn còn ở dưới âm ti à? Hắc Vô Thường, hãy dẫn hắn lên đây đối chất với Hồn Phạm Lê Thúy. Dạ. Quỳ xuống. Hồn Phạm Từ Lan, xem kế bên coi có phải là người quen của ngươi không. Bẩm Diêm Vương, chính ả ta đã âm mưu thủ đoạn giết chết con. Ả ta với người không cớm tay, cầm dao đâm con thật dã man. Cuối mộng Diêm Vương xét xử ả ta thật nặng để nghiêm trị ả. Ngươi còn dám tố cáo ta sao? Chẳng phải ngươi giết chết Đào Tính con ta, giết chết chồng ta và muốn giết chết ta luôn? Nếu ta không ra tay trước là bị ngươi cho ta xuống âm ti trước rồi. Hãy câm miệng đi. Các ngươi không được lớn tiếng gây gỗ trước mặt Diêm Vương. Phan Hoàng, cứ để cho họ nói. Bẩm Diêm Vương, ả ta đã thị thiệt cho con giết chồng. Lúc con giết ông Đào cũng có mặt ả ta ở đó. Nếu con bị tội sát nhân thì ả ta cũng là đồng phạm. Nè, ông đừng ngậm máu phun người. Ông đã dùng thủ đoạn khống chế ta và người ép ta giết chồng.
Bẩm Diêm Vương, phận đàn bà thì làm sao chống lại lão già mưu mô xảo quyệt này. Bà ta nói dối mà không chớp mắt, vì sợ con trai chồng thừa hưởng gia tài mà không từ thủ đoạn nào cả. Cũng vì sợ mất nửa gia sản vào tay con nên giả bộ ngã ngớn để chờ cơ hội ra tay. Ả đàn bà này đáng bị cho vào chảo dầu sôi để hành hạ. Ông có hơn gì ta đâu. Nửa gia sản chưa đủ lòng tham của ông hay sao? Ông còn muốn chiếm đoạt hết cả gia tài này. Nếu ta bị bỏ vào chảo dầu thì ông cũng đáng nằm trên bàn chông. Khốn kiếp! Bà... Dạ xin Diêm Vương tha tội. Thật khá khen cho cả hai. Trên dương gian gọi là gì hả Phán Hoàng? Dạ, kẻ tấm lạng người nửa cân. Nhìn hai người đấu tố với nhau mà ta cũng không nghĩ rằng hai người đã từng đầu ấp tài gối với nhau. Thật là đáng hổ thẹn thay. Ngưu đầu Mã Diện dẫn hồn Phạm Từ Lan trở lại địa ngục để tiếp tục bị trừng trị. Còn hồn Phạm Lê Thúy, dạ, tội của người Phán Hoàng đã kể rành rành. Người đang bị nhận lãnh tội, đày xuống 18 tầng địa ngục, bị đày đọa 3 kiếp, sau đó cho đầu thai làm súc sinh. Mau dẫn cả hai đi. Đi. Diêm Vương à, xin tha tội. Diêm Vương, xin tha mạng. Diêm Vương à. Và bẩm ngài, có phải chuyện trên trần gian làm cho ngài giận dữ? Ta thật là cố kìm nén để xem cho hết sự trơ trẽn của hai người ác tâm đó. Ta ngắt lời của người là vì lẽ đó. Ta muốn chính họ phải nhìn thấy được sự thật trước khi nhận lãnh mọi cực hình. Nghiệp ác mà họ tạo ra trên trần thật là nghe qua ai nấy đều kinh hãi, khiến cho Diêm Vương ngày đây cũng không tránh khỏi cơn thịnh nộ. Ta cảm thấy ghê sợ thật sự khi chứng kiến cảnh như vừa rồi. Mặc dù là người phán xét công tội cho người trần gian, tránh những hỷ nộ ái ố để cho mình có được sự công minh khi phán xét. Bẩm, thần hiểu được những gì ngài đang nói. Bây giờ hãy dẹp hết những cơn tức giận vừa qua, tiếp tục trọng trách của người phán xét nghiệp. Hắc Bạch Vô Thường, dẫn hồn phạm khác vào đây. Tế, sao tế đến lén sau lưng con? Với lại tế không thấy ái ngại khi đứng trước công đường bán đứng tụi con hay sao? Vì ai mà tụi con lên bờ xuống ruộng bầm dập như thế này? Tại sao tía với em lợm thay nhau hại của hạnh như vậy? Chuyện trước công đường tao phản phé là do tao bị bắt buộc, bị khống chế. Lúc đó không còn cách nào khác nên đành phải làm theo họ thôi. Nhưng mà tía vu khống tụi con lập mưu xúi dục, tía làm như vậy là bậy, tía biết không? Tao biết là tao sai, nhưng mà bây giờ tao cứu mày nè. Nếu tao mà không cứu mày, không nhờ như vậy thì bây giờ mày chung số phận với con Thu Hạnh rồi. Ủa mà tía nói vậy là sao? Rồi bây giờ cô Hạnh đang ở đâu? Ở trong ngục chứ ở đâu. Tại sao là trong ngục? Bị bắt về tao giết bà Đào. Giết bà Đào? Không thể nào. Cô ấy làm sao có thể giết người được chứ? Mày lúc đó ngất rồi làm sao mày biết được? Cổ vào đó bị phát hiện rồi giằng co với bà Đào, đâm một phát bà Đào chết tại chỗ luôn. Tí nói thiệt hả tí? Tao nói dốc mày làm gì? Giờ cổ đang ở trong ngục kìa. Ủa, vậy rồi lợm đâu? Lúc đó lợm đang ở đâu? Lợm dắt cô Hạnh vào nhà mà.
Làm sao ta biết được? Mày hỏi nhiều quá. Không được, con phải vào ngục thăm cô ấy. Con phải đi tìm Lợn để hỏi cho rõ nguyên nhân. Mày cứ buộc tao phải mạnh tay với mày không à? Nó dặn tao phải canh chừng mày. Có cái gì là nó giết tao chết. Bây giờ con Lợn nó không phải là con của tao nữa rồi. Nó là chủ của tao. Ba điều trong môn kiếm, quân tôi thần từ hiếu trung, ơn sâu tròn đạo phụ tứ, trăm năm lòng son nghĩa một đời. Phù sướng phù tùy, xưa nay xa nghèn trong môn kiếm, như mây phù vân thoáng qua, nhưng sinh lệ nghĩa chi tín, chớ nên vội quên lẽ ngũ thường. Chuyện nay tính giữa trái lưng lên thời môn gia chúng hiếu làm đầu, gái lớn lên thời chữ tiến thành là câu trao mình, đệ huynh cha nặng lời danh, tứ tôn chớ vong tình thân nghĩa phu thế. Đời người như gió như mây, lẽ sau mơ đời đừng vì xem trăng quên đèn, nhục vinh sương khô buồn vui bởi do đứng nhân mà thôi tròn vẹn bốn chữ.